chào cả nhà. Chào cả nhà một ngày mới tốt lành nha. À, thì hôm nay hai chồng mình đi kiểm tra xe các bạn. Tới cái định kỳ mà mình mua xe á, thì cái hãng xe người ta sẽ gọi điện cho mình tới để kiểm tra cái xe. À, để mình đi tới cái hãng xe Toyota rồi mình quay cho các bạn coi nha. Cái hãng xe Toyota ở bên Mỹ nó cũng lớn lắm các bạn. Có rất là nhiều loại xe luôn. À, xe cũ, xe mới gì cũng có hết trơn á. Rồi mình đi nha, mình sẽ đi tới đó nha các bạn. Đây là đường xá Mỹ vào sáng. Lúc 10:30 sáng cũng vắng vẻ ha. Trước mặt mình là cái freeway đó các bạn. Cái cao tốc đó. Đường cao tốc đó. Xe kia nó ngộ không, nó chở một cái xe nhỏ. Chạy qua đây nè. Đó mình phải vô cái làn đường
đường để mình vô mình check xe mình. Các bạn khi mình đi check xe thì người ta sẽ đưa mình cái bảng này để người ta đi những cái thông tin mà xe mình có vấn đề gì không đó, thì người ta sẽ ghi vô đó nha. Rất là bài bản ha các bạn. Rồi giờ mình phải đợi đó, thì người ta sẽ mượn cái chìa khóa của mình và người ta lên xe, người ta check xe của mình đó các bạn đó, lên ta kiểm tra hết luôn. Ở đây thông cảm nha các bạn, nó hơi ồn. Đó thì người ta sẽ đi vòng vòng các bạn, đi vòng vòng cái để kiểm tra xe cho mình, để coi xe mình có bị gì không. Ở đây người ta làm việc có trách nhiệm đó thôi các bạn. Đó. Thì ở trong cái hãng xe này á, nó sẽ có cái xe cũ và xe mới. Thì cái này á, cái hãng xe này rất là rộng nè các bạn. Đây là các bạn ở đây á. À, trong cái chỗ ngồi chờ ấy, thì người ta có cho mình uống sẵn cà phê, uống cái gì cái kỳ đó, mình vô đây mình ngồi mình đợi thôi. Đó. Có cà phê không? Đó, người ta cho mình uống cà phê, mình thích uống gì mình uống. Mình lấy cái này nước ngọt. Cà phê sữa không? Nè, cà phê nè. Cà phê sữa thì sữa, để sữa vô, ở đây có sữa nè. Mở ra đây. Có cà phê không hả? Thì mình có sữa đây nè, sữa khô đây nè. Đổ ra, rồi bỏ sữa vô. Đó, sữa đó. Sữa bột các bạn. Chu đáo không các bạn? Đường đó. Ở trong đây là người ta có chỗ để mình ngồi chơi các bạn, ngồi có cái tivi rồi mình ngồi chơi luôn, cũng hay á, rộng. Bên đây thì chỗ mấy người ta làm á, với người ta bán mấy cái kiến xe nữa các bạn. Chỗ này là mấy cái xe mới bóng lón nè các bạn, đẹp không? Ở đây thì đã có bán xe cũ xe mới luôn. Xe cũ xài rồi đó các bạn. Xe mới. Cái này là đây là xe mới nè. Sảnh đẹp không các bạn? Đó. Đưa cho mình cái miếng giấy này nè. Xe của mình á, thì người ta rửa sạch sẽ hết các bạn. Rửa sạch sẽ hết. Bây giờ thì mình lên xe mình đi về nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của vợ chồng mình. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo.